Chào mừng các bạn đến với video hướng dẫn vận hành lò hơi. Tôi là Lê Anh Duy, chuyên viên kỹ thuật và đào tạo vận hành của công ty trách nhiệm hữu hạn Mặc Tích, chuyên về giải pháp năng lượng và sản xuất lò hơi, với kinh nghiệm về hệ thống lò hơi, lò dầu tải nhiệt và hệ thống đồng phát nhiệt điện. Như các bạn đã biết, để một hệ thống máy nói chung hoạt động hiệu quả và ổn định thì việc chọn thiết kế hợp lý và thiết bị tốt là một phần rất quan trọng. Nhưng song song cùng với đó thì việc vận hành hiệu quả cũng góp phần rất lớn để nâng cao độ ổn định và tuổi thọ của hệ thống. Vậy thì làm sao để có thể vận hành được một hệ thống lò hơi cũng như lò dầu tải nhiệt hoặc một hệ thống đồng phát nhiệt điện hiệu quả? Các bạn hãy cùng với tôi tiếp tục ở phần sau của video này nhé. Hiện nay Mặc Tích có rất nhiều hệ thống lò hơi khác nhau, không thể gói gọn hết trong một video. Vậy nên hôm nay bạn sẽ cùng với tôi tìm hiểu về hệ thống lò hơi tầng sôi, đốt than và bùn thải, được sản xuất bởi Mặc Tích với công nghệ chế tạo và thiết kế theo tiêu chuẩn của Đức. Còn đối với những lò hơi và lò dầu tải nhiệt khác, các bạn có thể tham khảo những video tại link dưới đây nhé. Để vận hành hiệu quả thì việc tối quan trọng là bạn phải nắm rõ được hệ thống. Đó là hệ thống gì, gồm có những thiết bị nào. Đối với hệ thống lò hơi tầng sôi, đốt than và bùn thải sẽ gồm có hệ thống cấp liệu, hệ thống thân lò, hệ thống đầu đốt, bộ xử lý khí thải, bộ tiết kiệm năng lượng, hệ thống quạt, ống khói và cụ bơm nước. Hệ thống lò hơi đốt than và bùn thải này sử dụng công nghệ đốt tầng sôi, một công nghệ tiên tiến. Than được cấp vào lớp nền, thường là cát hoặc là sỉ, đã được làm nóng tới nhiệt độ bốc cháy của than và được làm sôi bởi không khí cấp từ dưới lên thông qua các bếp phun gió, giúp cho quá trình cháy trở nên kiệt hơn, nhanh chóng và ổn định hơn, từ đó nâng cao hiệu suất làm việc của hệ thống. Đặc biệt, hệ thống đốt tầng sôi còn góp phần lớn trong việc xử lý khí thải độc hại nhờ quá trình cháy kiệt, giúp cho lò hơi trở nên thân thiện với môi trường hơn. Hệ cấp liệu của Mặc Tích được thiết kế thông minh và tối giản, gồm có hệ thống băng tải, gầu tải, silo chứa liệu và vít tải, giúp cho quá trình phân phối và thu nhận nhiên liệu diễn ra hiệu quả và gọn gàng, sạch sẽ. Ở hệ thống lò hơi này sẽ gồm có hệ thống cấp than và hệ thống cấp bùn thải. Than sẽ được di chuyển tới tiệm âm nhờ xe xúc, sau đó nhờ băng tải di chuyển đến gầu tải và đưa lên silo chứa liệu. Chức năng của silo chứa liệu đấy chính là dự trữ nhiên liệu, giúp cho quá trình vận hành được diễn ra liên tục, ổn định, không bị gián đoạn, và được đưa vào thân lò nhờ vít cấp liệu. Khối lượng nhiên liệu phục vụ quá trình cháy sẽ được điều chỉnh bằng cách tăng giảm tốc độ của hệ thống vít cấp liệu này. Song song cùng với đó, bùn thải sau khi được xử lý sơ bộ và sấy sẽ được cấp vào thân lò giống như quá trình cấp than. Thân lò bao gồm các ống nước được xếp cạnh nhau, gọi là vách ướt, tạo thành không gian kín, gọi là buồng đốt. Tại đây, than được đốt cháy để tạo ra năng lượng nhiệt. Nước ở trong các ống bao gồm ống bức xạ tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa và ống đối lưu tiếp xúc với khói sẽ hấp thụ năng lượng nhiệt này. Hơi được sinh ra sẽ được tập trung tại bao hơi, sau đó đưa đến bộ góp và cung cấp cho các hộ tiêu thụ nhiệt. Vật liệu thân lò cũng như là bao hơi được nhập khẩu từ Đức và được chế tạo lắp đặt theo tiêu chuẩn ASME, từ đó nâng cao độ bền cũng như là tuổi thọ của lò hơi và giúp cho quá trình trao đổi nhiệt diễn ra được tốt hơn. Để đảm bảo an toàn, lò hơi còn được trang bị thêm các thiết bị bảo vệ. Như các bạn có thể thấy, ở ba lông lò hơi được trang bị 3 van an toàn với các mức áp suất cài đặt khác nhau. Cùng với đó là các công tắc áp suất để bảo vệ lò hơi trong trường hợp quá áp xảy ra. Để đảm bảo an toàn thì việc kiểm soát mực nước của lò hơi rất là quan trọng. Mực nước trong bao hơi được kiểm soát tự động nhờ hệ thống điều khiển PLC. Ngoài ra thì người vận hành còn có thể theo dõi trực quan mực nước trong bao hơi nhờ hệ thống kính thủy sáng. Cùng với đó thì cọc dò mức liên tục còn đưa tín hiệu mực nước về màn hình điều khiển máy vi tính, giúp người vận hành có thể theo dõi dễ dàng hơn. Bao hơi còn được trang bị thêm cọc dò 4 mức để báo động, tránh trường hợp sự cố cạn nước xảy ra. Tiếp theo chúng ta sẽ tới với một thiết bị rất quan trọng và không thể thiếu được trang bị tại thân lò. Đó chính là hệ thống đầu đốt sử dụng nhiên liệu dầu DO. Vậy tại sao một lò hơi với công nghệ đốt tầng sôi tiên tiến lại cần trang bị thêm đầu đốt?
Điều đặc biệt như tôi đã giới thiệu, đây là lò hơi đốt than và bùn thải. Trong quá trình cháy của bùn thải sản xuất ra khí dioxin, một loại khí độc hại mà không thể xử lý theo các phương pháp thông thường như xích lông đa cấp, lọc bụi túi hay tham dập bụi, mà thay vào đó phải kiểm soát khí thải với nhiệt độ lớn hơn 1050 độ C trong vòng ít nhất 2 giây. Vì lý do này mà hệ thống đầu đốt được trang bị để kiểm soát nhiệt độ khói thải với thời gian phù hợp nhằm loại bỏ hết các khí độc hại này trước khi thải ra môi trường. Ngoài ra thì hệ thống đầu đốt này còn được trang bị thêm cảm biến nhiệt độ và hệ thống điều khiển PLC giúp tối ưu hóa khả năng xử lý khí thải. Để chi tiết cấu tạo và nguyên lý hoạt động, các bạn vui lòng theo dõi video tiếp theo nhé! Chúng ta có thể nâng cao hiệu suất của hệ thống nhờ việc tận dụng nhiệt độ cao của khói thải sau khi ra khỏi sân lò. Và thiết bị để thực hiện công việc này đó chính là bộ tiết kiệm năng lượng, bao gồm bộ hâm nước và bộ tưới không khí. Tận dụng nhiệt độ cao này để ra nhiệt, nước cấp vào lò hơi và gió cấp vào bùng đốt, nâng cao hiệu quả của quá trình cháy. Nước sau khi được ra nhiệt sẽ bốc hơi nhanh hơn, làm nâng cao hiệu suất của cả hệ thống. Sau khi tận dụng xong, khói thải sẽ được đi qua hệ thống xử lý khí thải nhằm đạt tiêu chuẩn Việt Nam xả ra ngoài môi trường. Ở hệ thống xử lý khí thải này sẽ gồm hai cấp lọc, thô và tinh. Đối với cấp lọc thô, mặc tức sử dụng xích lông đa cấp, ứng dụng nguyên lý lực ly tâm để loại bỏ các hạt bụi có kích thước lớn hơn 50 mm. Sau đó, khói thải sẽ được dẫn qua hệ thống lọc tinh, bao gồm các lọc bụi túi, để loại bỏ các hạt bụi nhỏ còn sót lại với hiệu suất lớn hơn 95%. Các hạt bụi này sau khi được loại bỏ sẽ được chuyển đến nơi tập trung thích hợp để xử lý. Và một lần nữa thì khói thải sẽ được dẫn qua tháp hấp thụ rồi diễn ra các phản ứng hóa học. Khi mà khói thải trực tiếp tiếp xúc với hóa chất mà cụ thể là kiềm, loại bỏ các thành phần độc hại như là SO2. Như bạn đã biết thì việc kiểm soát chất lượng nước trong lò hơi là một điều vô cùng quan trọng. Lò hơi này sử dụng hệ thống lọc nước RO là một hệ thống thực sự hữu ích khi không chỉ giúp tăng tuổi thọ lò hơi khi giảm thiểu các cáu cặn trong lò, mà còn giúp tăng hiệu quả tính kinh tế khi các hoạt động bảo trì, các chi phí vận hành như là xả đáy được giảm thiểu tối đa. Nước sau khi xử lý sẽ được cấp vào lò hơi. Việc đảm bảo luôn có một nguồn nước để vận hành là một điều quan trọng không kém. Tại đây, nước sẽ được dự trữ tại bồn nước, giúp cho hệ thống luôn có một nguồn nước ổn định để vận hành. Ngoài ra thì khí oxy hòa tan còn được loại bỏ nhờ ứng dụng công nghệ khử khí oxy sử dụng một phần hơi trích ra từ trong lò. Điều này nhằm hạn chế tối đa quá trình ăn mòn ống cũng như là nâng cao tuổi thọ thiết bị của hệ thống. Để hoạt động thì hệ thống sẽ còn bao gồm các thiết bị chính khác như là hệ thống quạt, ống khói và hệ thống bơm nước. Hệ thống quạt cấp bao gồm quạt cấp 1 và quạt cấp 2 cung cấp oxy cho quá trình cháy. Ngoài ra thì gió cấp sẽ được đưa tới buồng đốt thông qua các bếp phun phân phối gió đi từ dưới lên, giúp cho lớp nền sôi đều và quá trình cháy sẽ hiệu quả hơn. Khói thải sẽ được quạt hút đưa tới ống khói ở vị trí độ cao thích hợp và xả ra ngoài môi trường. Nước sẽ được luân chuyển tới bồn nước và phục vụ cho quá trình vận hành nhờ hệ thống bơm nước. Vì vậy, đây là một hệ thống rất quan trọng, nó giống như là một trái tim của hệ thống vậy. Nước sau khi sinh hơi sẽ được tích trữ tại bộ góp và phân phối tới các bộ tiêu thụ nhiệt. Vậy câu hỏi được đặt ra, làm thế nào để các hệ thống này hoạt động cùng với nhau? Hãy tiếp tục tìm hiểu cùng với tôi nhé! Để các thiết bị hoạt động đồng bộ cùng với nhau, thì toàn bộ hệ thống sẽ được giám sát và vận hành tại phòng điều khiển. Đây được xem như là bộ não của toàn bộ hệ thống. Khi người vận hành có thể theo dõi và điều khiển các thông số thiết bị thông qua tín hiệu báo về. Phòng điều khiển sẽ gồm có tủ điện và màn hình điều khiển SCADA được kết nối với hệ thống điều khiển PLC. Đến với tủ điện, đây là thiết bị gồm có CB tổng, CB động lực, CB điều khiển, PLC, biến tần và các thiết bị phụ trợ khác. Người vận hành có thể theo dõi các thông số như nhiệt độ và áp suất qua các đồng hồ hiển thị trên tủ điện. Ngoài ra thì các thiết bị được trang bị thêm biến tần như quạt, bơm sẽ được điều khiển qua 3 chế độ chính: thủ công, bán thủ công và tự động. Đây là màn hình điều khiển SCADA được kết nối với hệ thống điều khiển PLC giúp cho hệ thống có thể vận hành tự động. Các thông số hoạt động của các thiết bị sẽ hiển thị trên màn hình này giúp bạn có thể giám sát và vận hành thuận tiện. Ngoài ra thì các chỉ số, chỉ báo và thông số sẽ được lưu lại trong quá trình vận hành.
Hệ thống lò hơi đốt than và bùn thải do Marktech thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành có hiệu suất cao trên 85%. Với hệ thống điều khiển tiên tiến, giúp tối ưu hóa quy trình giám sát và vận hành. Đối với hệ thống lò hơi này thì việc sử dụng nhiên liệu là bùn thải còn là một điểm độc đáo, khi không chỉ cung cấp năng lượng mà còn góp phần xử lý chất thải công nghiệp, giúp cho lò hơi thân thiện với môi trường hơn. Với video này, các bạn có thể hiểu rõ về hệ thống và ứng dụng trong tương lai, khi mà việc nắm rõ các thiết bị rất quan trọng cho việc vận hành. Các bạn có thể theo dõi thêm các video khác để hiểu rõ về quy trình vận hành cũng như là các hệ thống lò hơi ở giờ tại Việt khác. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua www.martech.com.vn hoặc bình luận bên dưới. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.